Xin chào cả nhà. Một ngày đẹp trời tự dưng cái máy tính của bạn nó bị hỏng bàn phím hết sức là dở hơi. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì để xử lý nhỉ? Chả lẽ bây giờ lại mất tiền xong rồi lại còn mất thời gian ra cửa hàng đi thay bàn phím mới. Cho nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý bàn phím máy tính bị hỏng. Nhỡ đâu lại tiết kiệm được cả một khoản tiền thì sao? Nếu như các bạn đang quan tâm hoặc là chúng ta cũng đang gặp phải những vấn đề như trên ấy thì các bạn cùng mình đi vào theo dõi video nhé. Let's go. Để nói được về cách xử lý thì mình cũng nên chia sẻ một chút về cái cấu tạo bàn phím laptop để cho các bạn hiểu. Thì đa số những cái dòng laptop hiện nay như là chiếc máy tính này chẳng hạn thì chúng ta đều sử dụng phím là dạng chiclet LED. Với cấu tạo bàn phím nó cũng khá là đơn giản. Nó chỉ bao gồm có nút phím, tay đòn đỡ phím, một cái đúng cao su để giúp cho phím đàn hồi. Và ở trong cái đúng cao su đó chúng ta sẽ có một cái hạt được làm bằng vật liệu dẫn điện. Để khi mà chúng ta bấm cái phím này xuống thì cái hạt này nó sẽ chạm vào cái bảng mạch ở phía bên dưới, từ đó là truyền tín hiệu gửi vào cho máy tính. Bàn phím laptop là một trong những bộ phận dễ hỏng nếu như mà chúng ta sử dụng không chú ý. Bởi vì đây là cái thành phần các bạn sử dụng hàng ngày, thường xuyên phải tiếp xúc với nhiệt độ cao, rồi thì là bụi bặm, hơi ẩm có từ môi trường bên ngoài. Cho nên là các cái bụi bặm hơi ẩm này nó có thể chui vào trong và từ đó làm hỏng cơ chế làm việc của phím, từ đó gây ra tình trạng là kẹt phím, liệt phím hoặc có tệ hơn nữa là chập phím. Để xem là bàn phím này nó lỗi như thế nào thì chúng ta có thể tải phần mềm mà tên là Passmark Keyboard Tester về để kiểm tra. Phần mềm này nó cho phép dùng thử hoàn toàn là miễn phí, cho nên là các bạn có thể yên tâm search Google về để chúng ta sử dụng. Với phần mềm Passmark này thì mỗi ký tự được nhập vào, phần mềm sẽ hiển thị ở trên. Và bằng cách này chúng ta có thể biết được là phím nào nó bị hỏng, phím nào nó bị liệt và phím nào nó bị dính, để rồi từ đó đưa ra một cái phương án xử lý cụ thể hơn. Các bạn lần lượt bấm vào từng phím bấm để xem là cái máy này nó có nhận ký tự hay không, kiểm tra về độ nhạy, độ đàn hồi của phím, bấm xem là có êm hay không. Nếu bấm không êm hoặc là cảm thấy nó cứ bị rít kẹt làm sao ấy thì khả năng là cái tay đòn của phím nó đã bị lệch khớp. Cái này chúng ta có thể giải quyết bằng cách là các bạn hết sức nhẹ nhàng cậy phím lên để chúng ta có thể đưa được cái tay đòn của phím về đúng vị trí cũ. Nếu như cái tay đòn và cái chốt giữ tay đòn nó bị gãy thì các bạn có thể hoàn toàn gá tạm một cái phím bấm khác để chúng ta có thể tiếp tục sử dụng máy như bình thường, trong lúc chờ đợi chúng ta tìm nút bấm mới hoặc là bàn phím mới để thay thế. Tuyệt đối chúng ta không sử dụng các cái hợp chất bôi trơn như RP7 để xịt vào bàn phím nhé. Tưởng là hay nhưng không phải hay đâu, bởi vì bàn phím nó nằm rất là sát với phần bo mạch chủ. Dù là dung dịch bôi trơn dẫn điện hay là không dẫn điện thì đều có nguy cơ chảy vào trong và gây hỏng máy tính của chúng ta, nó rất là không đáng. Nếu như chúng ta bị liệt một hai ký tự hoặc là dùng bị dính phím thì nhiều khả năng là cái bàn phím của chúng ta nó đang bị bẩn. Thì để giải quyết được vấn đề này, các bạn có thể mua một cái bộ vệ sinh, giá đâu đó tầm khoảng có 30-40 nghìn mà thôi, để chúng ta có thể đem về vệ sinh bàn phím, loại bỏ được những cái bụi bẩn và những cái dị vật kẹt ở trong. Chú ý là các bạn làm vệ sinh thì chúng ta nên làm ở nơi có đủ ánh sáng và nên cầm máy nghiêng để tránh bụi bẩn rơi ngược lại vào trong. Nếu như cả cái bàn phím của chúng ta đều không sử dụng được, bấm không có một cái phím nào nó nhận thì các bạn hãy thử tắt máy, xong rồi chúng ta bật lại và dùng phím tắt như là F2, Delete hoặc là F12 để chúng ta thử truy cập vào giao diện barcode của máy. Nếu như bàn phím nó vẫn còn làm việc thì lúc này các bạn có thể bấm được hàng phím F và có thể điều khiển được đằng trong cái BIOS bằng phím mũi tên bình thường. Từ đây thì mình có thể suy ra một cái vấn đề là có thể một cái phần mềm nào đó hoặc là một cái thiết bị ngoại vi nào đó đang làm xung đột tới cái bàn phím của chúng ta, gây ra tình trạng là không thể sử dụng được. Thì các bạn có thể tiến hành mở Device Manager lên, chúng ta gỡ cài đặt những cái phần mềm, những cái driver không cần thiết và chúng ta khởi động lại máy để xem là có dùng được hay không. Nếu vẫn không được thì các bạn có thể thử cài lại Win để xem là cái tình trạng này nó có hết không nhé. Nếu thử đủ cách rồi mà vẫn không được thì có thể là do cái mạch phím này đang có vấn đề, hoặc là chúng ta đang bị lỏng cái chân tiếp xúc giữa bàn phím và bo mạch chủ của máy. Với máy tính đang còn bảo hành hoặc là máy tính đắt tiền thì mình khuyên là các bạn không nên tự ý tháo mở ra mà chúng ta nên để cho kỹ thuật họ xử lý. Còn nếu các bạn vẫn muốn tháo ra để kiểm tra thì chúng ta sẽ cần phải tháo rời cái mặt phím này ra, vệ sinh qua một chút rồi xay nóng tầm khoảng 5 phút. Xong rồi các bạn cắm lại cái mặt phím này vào trong máy tính để xem là nó có dùng được hay không. Nếu tất cả những cách trên mà đều không được thì mình khuyên là chúng ta nên đem máy ra cửa hàng để được kiểm tra kỹ hơn. Cái này thì mình cũng có một số cái chia sẻ như sau. Bởi vì bàn phím laptop là một thành phần nó rất là dễ gặp vấn đề, cho nên là các bạn cũng nên vệ sinh máy định kỳ, cũng giống như xe máy vậy thôi. Chúng ta bảo dưỡng ngon và đều đặn thì kiểu gì đi cũng rất là thích. Bạn nào mà dùng nhiều thì chúng ta nên vệ sinh tầm khoảng 6 tháng một lần, còn dùng ít thì chúng ta vệ sinh 1 năm một lần là đủ.
Chúng ta không chỉ vệ sinh bên ngoài mà cần phải vệ sinh ở cả bên trong, chai keo tản nhiệt để cho máy làm việc luôn sạch sẽ và mát mẻ, từ đó sinh ra ít nhiệt và ít gây phát sinh lỗi hơn. Thêm nữa là bàn phím mấy con laptop, đặc biệt là mấy con laptop văn phòng giá rẻ thì nó chỉ được thiết kế để soạn thảo văn bản là chính mà thôi. Cho nên nếu như chúng ta sử dụng máy để phục vụ cho nhu cầu chơi game lâu dài thì các bạn nên đầu tư cho mình một cái bộ bàn phím rời, dùng nó sẽ sướng hơn và máy nó sẽ bền hơn. Mình hy vọng rằng sau cái video trên thì các bạn đã có thể tự khắc phục được những cái lỗi liên quan đến bàn phím của laptop. Nếu như các bạn có ý kiến muốn đóng góp hoặc là chúng ta có thắc mắc muốn hỏi thì các bạn có thể để comment phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.